khô nữa. Ôi Hugo cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy nằm không? Thấy nằm không? Điện thoại mình không có lấy nét được ở trong. Nè cả nhà thấy cái đầu nữa không? Hello, chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến kênh của Tân nha. Thì đầu video Tân chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì hôm nay mời cả nhà theo mình với tía mình đi thăm đường lợ bên biên giới nha cả nhà. Đây, chào cả nhà các bạn. Chào cả nhà. Chào cả gia đình. Tới cái đầu tiên á. Rồi. Chắc bị thăm rồi quá. Cho trong lóc này. Chắc bị thăm rồi. Ra ngoài đó. Đèn cái cả nhà. Cái đầu tiên này Trung Quốc. Không biết sao đây. Không thấy đồng tĩnh gì hết. Này cái là này. Vô cái nhà ơi, hai con. Ba con luôn. Nhà thấy không? Ba em. Chích cây luôn hay giờ thế nè. Không chạy luôn. Cá này không chạy được. Ôi. Con này bạn. Tưởng không chạy nữa thôi nha. Con này cũng trọng rồi cả nhà. Ba mình bắt thì mình đặt lên luôn nha. Cái chừng phóng xanh nha ba. Bởi vì mấy hai xuống à. Được. Rồi cái lợn nó khô luôn. Nước rút quá mà. Có gì không? Ấy, ôi ba ơi. Sướng chưa? Cả nhà. Đặt này. Sướng chưa? Cá lóc nó vô lâu rồi. Nè. Nước rút cá dọn đây hết chứ đâu. Cá này vô lâu rồi nha. Cái đầu nó dướng lứ cái ông gà. Tao bỏ cái chừng nó phóng ra, ngồi qua ông Khương bỏ nó phóng ra đi. Không nè. Ba bỏ lọt ở trong cái lưới luôn đó nha. Dỡ đồ luôn ra hết đi. Cá vậy vô lầu hả chưa? Nó coi cái đuôi nó banh hết cả nhà. Ồ nó cá nút kìa. Dính cái mỏ không? Dính một mỏ luôn hả? Dính sang bữa chứ. Đó. Rồi mình đặt lại luôn nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, cái này nó bị nhõng bên nữa rồi ơi. Có dấu phóng không biết. Ừ, lấy rồi. Không có đâu. Không, vô con này. Ai đâu mà lấy của mình ở đây. Ở đây không ai phá đâu. Làm thôi. Cầm câu thằng dần nó đi mà. Mình
đây cho cả nhà. Đây dày rồi, phải dày chứ. Bên kia nó không chạy ta. Bên kia ba cái không chạy. Rồi mình đặt lại cả nhà. Đây cái cả nhà ơi. Không cảm gì không? Cái lợi gì vậy ta? Cái đây đặt mà dở vậy. Vô rồi. Bỏ nha. Bỏ quá cả nhà. Ở đây là con nha. Cá nó dọn đây hết rồi bà ơi ha. Nước cạn ha. Để mình đặt lại luôn cả nhà. Ô cái này khô quá cả nhà. Rắn luôn. Cái này chỉ gọi là mấy con rắn thôi. Không có dấu phẩm gì hết trơn. Ôi ốc quá trời ốc. Mình đặt lại luôn. Đây cái cả nhà. Không tỉnh gì không? Có con gì chết, ếch. Ếch chết bự lắm đó nha. Trời. Cá trắng. Có cá trắng nè. Ếch chết, ốc gì. Mình ra luôn. Rồi mình bắt cây nha cả nhà. Đặt lại luôn. Ôi khô là hết trơn. Cái gan luôn. Ôi ơi. Cái nhà ơi nó khô là luôn rồi nè. Ở đó đi con đi ra. Ra đây chi. Thật lạ luôn. Ba cá lóc. Bốn cá lóc. Còn sắc lát. Mày chơi cả nhà. Đặt lại luôn nha. Cho ba mình cũng bắt đi cả nhà ơi, mình đi đặt lại nha. Cái cả nhà. Khô hả? Ê, không khô. Ê, da, sâu. Không khô nhưng mà không có dấu phóng. Luôn nha, cho ba mình bắt cá ra nha. Khô nữa. Ôi Hugo cả nhà ơi. Nhà cả nhà thấy nằm không? Thấy nằm không? Cái điện thoại mình không có lấy nét được ở trong. Nè, thấy cả nhà thấy cái đầu nó không? Thấy chưa? Chưa. Thế chứ. Được chưa? Rồi ba bắt đi. Sướng chưa? Sướng được bóng ở chỗ này rồi hả? Làm thử lứ. À mỏ và đuôi hết trơn. Dậy quá dậy mà. Thôi mình đặt lại đây cả nhà. Đây cả nhà ơi. Mình mới dở một cái chỗ này nè. Mà mình bấm máy sao nó không quay. Chạy hai con. Ba mình đang bắt rồi. Hai con. Con trọng ạ. Sao bấm máy sao nó không quay, mình cũng không để ý nữa, chá nắng nữa nha. Thôi giờ mình đặt lại nha, cho ba mình bắt cá rồi nha. Đồng tỉnh gì không? Có cá bơi. Hai bà con luôn. Cái nhà thấy không?
Ôi ba ơi, ba con luôn. Vô. Vô. Đã chưa cả nhà. Cá ba mà nắm không giáp luôn. Sướng chưa? Ây. Đừng phóng sinh nha ba. Đừng có phóng sinh nha. Khu gian phóng gì nữa phóng. Rồi để mình đặt lại luôn nha cả nhà. Đây cái này cả nhà. Ông tính gì không? Một con tét. Đặt lại luôn. Cái gì tỉnh quá. Ngẩng đầu ngẩng đít. Đầm đặt ở đây nè. Lúc lúc chờ. Mình sáng nổi. Còn còn từ lúc còn có cá hay không? Sạc. Lấy không? Lấy gì cho cá ăn. Ăn chút đi đi. Ai mà ăn về ba mặn ha. Ừ. Nè. Cái này khô. Thôi, sạch không? Sạch lại luôn cả nhà. Hai tí con mình về tới nhà cả nhà ơi. Giờ mẹ mình đổ cá cho cả nhà xem. Có chú Hai vô nước trà với ba mình đổ cá. Đây, có chú Hai đây. Đổ cá rồi cả nhà. Bị lấy cá nữa. Không? Nó lấy cây hết trơn, nó biết là sạch, nó biết cái lờ này sao, nó lấy cây hết trơn, nó lấy cá cái dục cái lờ lại nguyên viên vậy đó. Nó lấy cây rồi hết. Có cách nó lấy rồi. Đỡ hơn cái thằng qua nó gạch, nó gọc cái lờ của mình luôn. Cũng được ghê anh Tư. Cá xuống. Trong trong là cá xuống. Nước cạn rồi, nước cạn rồi. Nó dồn xuống cái phần. Ngon rồi. Dồn xuống. Còn bự ghê. Này con cá bự. Ba con. Cá nó mê lắm, cá là nó mê đó. Nói gì khôn hai vậy nó giống. Cá là mê. Cá thôi con 7 ghiền nè. Đã, cái này con trầm trọng không nè. Cá là vỡ rồi, nó gom xuống cái cá bự. Rồi bà ở trên. Nhiều lắm cả nhà ơi, nè, chiến này là chiến mới nha, chiến cũ rồi còn đây nè. Rộng luôn nè, giờ bán cả nhà ơi. 100.000 ký. Ai mua không, mua mình ship, tiền ship 400. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip của hai cha con mình nha. Cảm ơn cả nhà. Đây có bye chú bye. Hai, bạn có cha mình vô chơi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Nếu nhà thấy clip hay thì cho hai đứa con mình được đăng ký kênh, được like nha. Xả chú này. Nhờ cả nhà đó ủng hộ đi.